Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Đồ Nhật Tây Huyền. Hôm nay Đồ Nhật Tây Huyền sẽ giới thiệu cho các bác một cái em nồi cơm san quỷ các bác nhé. Tin chắc rằng là bác nào mà sành sỏi về hàng nồi cơm Nhật ấy thì cũng biết đến độ ngon rền của cái hãng này rồi. Đó, với mã là ECG gạch ngang HV10. Em này là công suất 1200W này. Đó, và sản xuất là đời 2006 nhưng mà vẫn còn pin các bác nhé. Là một cái em nồi cơm nguyên bản từ Nhật về. Còn pin luôn. Có các chế độ nấu là có chống nấu bềm. Đó, nấu mềm, nấu cháo đây, nấu nhanh, nấu cơm rời, hầm ủ cơm ở đây, menu các loại gạo cho các bác, có gạo lứt nảy mầm cũng như là gạo hỗn hợp, đây gạo thực dưỡng ấy ạ. Chúng ta sẽ đi vào xem ở bên trong, cái sau thì khá là dày, sau vỏ ngoài là màu inox như này nhá, quay rất là kỹ cái lòng nồi cho các bác luôn, do ở bên trên này. Áp suất 1 bi, cái dòng Sanier thì luôn luôn là có áp suất rồi. Giờ chúng ta sẽ đi test điện của em đó luôn nhé. Các bác lưu ý là nồi sẽ cần phải cắm qua bộ đổi nguồn tối thiểu là 1500V A, vì công suất của nồi là 1200W các bác nhé. Rồi, nồi đã được đấu ở chế độ đấu dây các bác nhé. Chúng ta sẽ kiểm tra này. Hơi bay lên rất là mạnh luôn này. Chúng ta sẽ để tay đây. Bên trái đây nó có hơi hở lúc đầu nhưng bây giờ để tay thoải mái luôn các bác ạ. Đấy. Bên phải, đấy. Rồi, và với bất kể em nồi san quỷ để giá trị với là 1.100.000 đồng cho các bác luôn. Bảo hành 6 tháng và hỗ trợ chọn đời sau bảo hành cho các bác. Và ngoài giá có bảo hành 6 tháng thì gia đình Tây Huyền có bán giá không bảo hành. Mời các bác liên hệ qua Zalo để chúng ta có thể được tư vấn chi tiết cụ thể nhanh nhất ạ. Vâng, và luôn luôn ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% sẽ được bao ship toàn quốc. Bác nào đã ưng ý em nói rồi thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho Đồ Nhật Tây Huyền theo số điện thoại 0936 811 346 hoặc 0901 248 555. Địa chỉ của shop tại số 9 ngõ 114 đường Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Hoan nghênh các bác đến xem hàng trực tiếp để có thể test kiểm tra hàng thoải mái luôn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của shop.